Xin chào quý vị các bạn. Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương, hotline 0855 966 966. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc Kia Morning sản xuất năm 2016. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương với giá là 245 triệu đồng. 245 triệu đồng cho một chiếc Kia Morning sản xuất năm 2016, số sàn. Xe được trang bị 4 la răng phay, màn hình chưa có. Chiếc xe này sản xuất năm 2016, Kia Morning form mặt quỷ. Đây là tổng thành, thân vỏ và nội thất của chiếc xe. Sau đó thì mình quay, sau đó thì mình sẽ quay thêm về chi tiết nội thất cũng như là các cái kiểm tra kỹ thuật của chiếc xe, gồm các kiểm tra keo chỉ, kiểm tra máy móc, rồi chạy thử cho quý vị các bạn cùng biết. Thì như quý vị nhìn thấy đây, chiếc xe này là form mặt quỷ, là form mới của Kia Morning. Xe được sản xuất năm 2016 và hiện nay đang được chào bán với giá là 245 triệu đồng. Xe số sàn, sản xuất năm 2016, xe đã được trang bị 4 da la răng phay. Về phần kết cấu bên trong, xe được trang bị những gì? Xe được trang bị gương kính chỉnh điện. Vô lăng có tích hợp mà cái hướng chỉnh chip. Trang bị đầu CD 6 đĩa. Cái này thì để mà lắp một cái màn hình vào đây thì rất là đơn giản. Nào, nếu như bạn nào mà có nhu cầu lắp màn hình thì chỉ cần tháo cái ổ CD này ra, nhấc cả cụm ổ CD và thay vào đây bằng cái màn hình là ok, rất là dễ, đơn giản thôi. Còn nếu như mà vẫn còn giữ nguyên ổ CD này thì thay bằng cái màn hình DVD, hoặc là quý vị có thể lắp camera lùi và camera hành trình ở trên này, rất là đơn giản. Nó chỉ khoảng độ tầm, nếu như lắp trên gương này thì mất triệu, hơn triệu. Còn nếu mà lắp ở đây thì mất khoảng độ đầu CD lắp vào đây thì mất khoảng độ đầu DVD lắp vào đây mất khoảng độ tầm 2 triệu thôi. Thì có cả camera lùi, có cả đầu DVD. Thế còn về nội thất của chiếc xe thì mình cũng nói qua là táp lô. Đây ạ, quý vị có nhìn thấy táp lô rất đẹp. Chỉ có mỗi cái chỗ loa này, cái chỗ các cái lỗ khí của lỗ của loa này thì nó hơi bẩn một tí. Mình lấy cái bàn chải đánh răng mình vệ sinh cái là sạch luôn. Xe vừa vén nhà, còn chưa thèm dọn rửa gì. Đây là táp ly, táp lô của chiếc xe. Đây, táp ly chiếc xe đây. Còn rất đẹp nha quý vị nhé, xe rất đẹp. Giá chỉ có 245 triệu đồng thôi ạ. 245 triệu đồng, xe rất đẹp. Trần nỉ nguyên bản. Đã bọc ni lông trần nỉ nguyên bản đấy ạ. Và đã được bọc ni lông để tránh bụi bẩn, cũng như là các thứ bụi bẩn, các thứ nó bắn vào đây nó bẩn mất cái trần. Thì người ta đã bọc ni lông, chủ cũ đã bọc ni lông trần rất đẹp. Đây mình sẽ quay sát vào đây, các quý vị nhìn đấy, cái lớp trần rất đẹp luôn ạ. Đây là trần nỉ nguyên bản luôn. Đây ạ, Kia Morning sản xuất năm 2016, số sàn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với cả Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương kiểm tra về thông số của xe. Đây ạ, ghế sau đây ạ. Xe rất là sạch sẽ, đẹp đẽ quý vị nhé. Mua về đổ xăng chạy luôn, không phải làm bất cứ thứ gì vào xe. Chiếc xe này cũng không lỗi gì đâu, không lỗi gì quý vị nhé. Táp ly táp lô đẹp. Đây. Về thân vỏ chiếc xe đẹp, nội thất đẹp. Bây giờ mình sẽ cùng với cả Dũng Audi kiểm tra cái keo chỉ của chiếc xe. Thì đây là cốp của chiếc xe quý vị nhé, cốp của chiếc xe đây. Thì đây là cái lốp dự phòng, cũng như là kích, rồi đồ nghề để thay lốp đầy đủ hết. Chỉ có 245 triệu đồng thôi. Xe đầu tiên là mình kiểm tra cái đinh tán ở đây. Đinh tán bên này còn nguyên quý vị nhé. Đinh tán ở phía đằng sau bên lái còn nguyên. Bây giờ đinh tán ở phía đằng sau bên phụ cũng còn nguyên ạ. Keo chỉ đây, keo chỉ đây ạ. Keo chỉ xịn nhé quý vị nhé. Keo chỉ zin hết. Ở cốp đít là keo chỉ xịn hết. Đây, keo chỉ cốp đít là xịn hết nhé.
keo chỉ zin hết ạ. Đây ạ, keo chỉ zin. Cốp còn nguyên, tức là xe này là về phần đít, phần đuôi xe là không bị đâm đụng nhá. Về phần đuôi xe không bị đâm đụng một chút nào. Đấy. Xe đây gạt mưa sau rất đầy đủ hết, không thiếu cái gì cả. Đèn cũng nói chung là đuôi xe cũng khá là đẹp. Tiếp đến là keo chỉ cánh sau bên lái, à cánh sau bên phụ, đây là cánh sau bên phụ ạ. Đây ạ. Keo chỉ cánh sau bên phụ, quý vị có thể nhìn thấy còn nguyên. Nguyên xi keo chỉ cánh sau bên phụ. Còn nguyên. Đây là cánh sau, ở đây là cánh bên phụ. Cánh trước bên phụ đây ạ, keo chỉ cũng còn nguyên, quý vị có thể cùng với cả Dung Audi ô tô Cúc Hải Dương kiểm tra chi tiết keo chỉ còn nguyên ạ. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra đến cánh sau bên lái. Đây là chỉ cánh sau bên lái quý vị nhé, chỉ cánh sau bên lái. Quý vị có thể nhìn thấy là mình quay rất rõ luôn ạ. Để quý vị cùng với cả mình kiểm tra. Quý vị liên hệ trực tiếp với cả Dung Audi hotline 0855 966 966. Đây ạ, chỉ của chiếc xe này. Còn nguyên hết quý vị nhé. Về phần máy. Còn về nội thất thì mình đã quay rồi đúng không ạ? Táp ly đẹp, táp lô đẹp. Vô lăng cần số cũng còn khá đẹp. Đấy, ghế da đẹp. Không phải làm bất cứ thứ gì nhé. Đấy, bây giờ cùng với mình kiểm tra thêm về cái phần khoang máy của chiếc xe, như cũng như là kiểm tra về phần đầu, khoang máy rồi phần đầu. Đây quý vị có thể nhìn thấy cùng với mình, nhìn đây là chỉ của cabo, chỉ của cabo cũng còn nguyên quý vị nhé, chỉ cabo còn nguyên, chỉ cabo còn nguyên quý vị nhé. Thế còn về phần xe là chỉ cabo còn nguyên, xe không đâm đụng gì quý vị nhé. Vậy là xe mình kết luận là xe không đâm đụng. Thế còn khoang máy thì quý vị nhìn thấy đây, khoang máy rất là sạch sẽ. Khoang máy sạch sẽ. Máy nổ khá êm. Đấy, thế là quý vị có thể nhìn thấy tổng thành của một chiếc xe Kia Morning sản xuất năm 2016. Keo chỉ zin, không lỗi gì, không tai nạn, không ngập nước. Đấy. Xe không tai nạn, không ngập nước nhé. Kia Morning sản xuất năm 2016. Không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ zin. Xe đã được lên la răng đúc. Bây giờ chiếc xe này hiện nay đang được chào bán với giá là 245 triệu đồng tại Dung Audi ô tô Cú Hải Dương, hotline 0855 966 966. Bây giờ quý vị hãy cùng với Dung Audi ô tô Cú Hải Dương kiểm tra chạy thử trải nghiệm chiếc xe này. Chiếc xe này về thân vỏ và nội thất là rất đẹp. Xe quý vị mua về không phải làm bất cứ thứ gì, chỉ cứ thế chạy thôi. Bây giờ các bạn hãy cùng mình chạy thử trải nghiệm chiếc xe này. Mình sẽ kiếm cái chỗ để dắt cái này. Bây giờ mình cầm tay. Quý vị ạ, bây giờ mình sẽ nổ máy chạy thử chiếc xe này. Đầu tiên là mình kiểm tra chiếc xe. Thì như quý vị nhìn thấy đây ạ. Cái loa của xe thì vẫn còn ok, 70% kết nối tại châu Á. Âm thanh nghe rất là trong. Mình tắt đi để mình còn nói. Đấy. Mình tắt đi để mình nói cho các bạn nghe. Thì cái loa là khá là ok. Cái trần nỉ đẹp, táp ly táp lô đẹp, ghế da đẹp. Đấy. Bây giờ mình sẽ nổ máy chiếc xe này. Ok. Côn khá nhẹ. Lái ok, lái khá nhẹ. Bây giờ mình sẽ vào số. Xe số mà vừa quay mà vừa ấy thì cũng hơi bất tiện, mình lại quên mất không, lại không rủ ai đi cùng để quay cho.
vào số rồi. Máy nổ rất êm quý vị nhé, máy nổ rất êm. Điều hòa xem nào, bật điều hòa nào. Đấy là mình bật cả điều hòa đấy, máy nổ rất êm. Số rất ngọt nhé bạn nhé, côn số ngọt ngào, máy nổ êm, điều hòa mát rồi. Vừa bật xong đã mát rồi, xe để ngoài nắng nhưng mình vừa bật xong đã mát rồi. Xe rất là mát. Cầm bệ chắc chắn quý vị nhé, cầm bệ chắc chắn. Lái nhẹ, gầm bệ chắc chắn, côn số ngọt ngào, máy nổ êm, chạy bốc. Chiếc xe này Dũng Audi ô tô Quốc Hải Dương đang chào bán với giá là 245 triệu đồng. Quý vị xem xe liên hệ trực tiếp Dũng Audi hotline 0855 966 966 để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn tận tình nhất cũng như là có cái giá ưu đãi nhất. Quý vị nào chưa đăng ký kênh hãy vui lòng bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh. Sau khi bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh nó hiện lên quả chuông thì quý vị hãy bấm vào quả chuông để nó hiện lên hai cái quả dâu, hai cái dâu ở trên đầu quả chuông. Như vậy là quý vị sẽ nhận được thông báo mỗi lần mình quay livestream báo giá trực tiếp cũng như là mỗi lần mình up video clip mới. Quý vị sẽ là người đầu tiên và nhanh nhất nhận được thông báo mỗi lần mình livestream báo giá cũng như là mình quay video clip mới. Thì quý vị luôn luôn sẽ được hưởng những chiếc xe sẽ nắm được thông tin về những chiếc xe mới nhất tại Dũng Audi ô tô Cú Hải Dương. Hotline 0855 966 966. Xin hẹn gặp lại quý khách ở những đây. Quý vị có thể thấy đường này là đường rất là xấu, đường này ổ gà ổ voi luôn nhưng chỉ có tiếng lốp thôi ạ. Quý vị vui lòng alo trực tiếp cho Dũng Audi hotline 0855 966 966 để biết thông tin thêm thông tin chi tiết quý vị nhé. Để cái số to hơi gần máy. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn.